bài toán điện thương mại điện tử thì chúng ta sẽ cần phải có những cái bảng thiết kế cơ sở dữ liệu như sau này, đây này, được chưa? Để tôi sẽ chuyển sang cái phần diagram. Đây, chúng ta sẽ cần những cái bảng như sau. Các bạn có nhìn thấy được chữ không? Có gì? Đây, thì chúng ta cần những cái bảng như này để giải quyết được. Thì tôi sẽ vẽ lại tên thôi nhé. Vẽ lại tên và nói ra những cái mối quan hệ của nó với nhau thôi. Còn chi tiết thì ở đây, thì tôi sẽ xuất ra một cái file SQL để gửi cho các bạn. Được chưa? Để các bạn lấy luôn cái này làm cơ sở dữ liệu cho bài tập. Chúng ta dùng chung thôi. Thì chúng ta đầu tiên ấy, để đăng nhập được và quản trị được website, chúng ta ngồi lên trên nhanh. Thì chúng ta sẽ có cái đối tượng đầu tiên là cái đối tượng là user. Đối tượng user nha. Cái đối tượng này sẽ dùng để đăng nhập. Cái thằng này dùng để đăng nhập. Đăng nhập. Đăng nhập vào trong hệ thống của mình này. Hiểu chưa? Đó. Thì cái thằng user này sẽ có những cái gì? Thì các bạn xem ở trên này. Nó gồm ID của user này, avatar của user này, name của user này, email của user và password cũng như role. Các bạn ở đây những cái field khác này không vấn đề gì đúng không? Có mỗi cái field role thôi. Mỗi cái field role là các bạn chưa biết nó là cái gì thôi. Thì cái role ở đây tôi cứ quy định này, tôi đặt nó là int số đúng không? Thì role này nếu là 1 thì là member, tức là người dùng bình thường, được chưa? Nếu mà role là 2 thì tôi sẽ set cho nó là admin, là người quản trị. Được chưa nhỉ? Điền số 1 hoặc 2. Được chưa? Rồi, để sau này người ta đăng nhập vào thì mình sẽ cho họ vào trong trong quản trị hoặc là không, đúng không? Tiếp theo là bảng danh mục là bảng category. Bảng category thì nó là cái danh mục của cái sản phẩm, đúng không? Ví dụ như kiểu là chúng ta bán về điện thoại chẳng hạn, thì có những cái danh mục là smartphone này, stupid phone này, đúng không? Rồi các thể loại phone khác nhau, hoặc là sách thì có là chuyện thiếu nhi này, chuyện người lớn này, chuyện là khoa học viễn tưởng, thằng này bỏ tai nghe ra. Được chưa? Đấy là cái loại danh mục. Thì danh mục của chúng ta ấy, thì nó gồm các cái cột là ID, name, email, description. Còn dependent ID kìa, nó là thể hiện cái việc như này. Ví dụ chúng ta có cái chuyện thiếu nhi này. Trong chuyện thiếu nhi chúng ta có một danh mục toan thuộc về cái danh mục này. Đó là cái chuyện cổ tích. Cổ tích Việt Nam. Chuyện cổ tích nước ngoài, đúng không? Đây là hai danh mục thuộc với cái danh mục này, đúng chưa? Thì cái thằng chuyện thiếu nhi này tôi để cho nó là có cái parent ID kìa. Nó là danh mục gốc, cho nên là tôi không để cho nó có parent ID, tôi để cho nó bằng không, được chưa? Còn những cái thằng này, ví dụ chuyện parent ID, đây là parent ID nhá, bằng không. Còn thằng này bản chất của nó có ID bằng 1 chẳng hạn. Thì cái chuyện cổ tích này là một cái danh mục, cũng là một cái danh mục, được chưa? Nó có ID của nó bằng 2, thằng này ID bằng 3. Nhưng mà hai thằng này là con của thằng chuyện thiếu nhi này, đúng không? Do đó nó sẽ có cái parent ID bằng 1. Thằng này cũng có parent ID bằng 1. Thì như vậy thì lần sau chúng ta có thể là biết được cái chuyện thiếu nhi này nó có những thằng con là thằng nào. Và khi mà vào chuyện cổ tích này, chúng ta cũng biết được cái thằng này nó có danh mục cha là thằng nào. Dựa vào cái parent ID này, cái parent ID này chính là đối chiếu với cái ID của thằng cha, được chưa? Đó, đấy là cái việc quan hệ cha con giữa danh mục với chính nó. Như vậy chúng ta mới làm được multiple kiểu là drop down menu. Tiếp theo là đến sản phẩm, được chưa? Cái sản phẩm này có gì khác nhau? Vẫn là cơ bản thôi, có ID sản phẩm này, name, list price là cái giá của giá trưng bày ấy. Người ta hay có về 5.000 gạch ngang 3.000,
Tức là như này, cái giá để gạch ngang thì tôi quy định là chính là cái số là list price, còn cái giá bán thực sự thì tôi để là sell price, được chưa? Đó, tiếp theo là cái detail thì là tag thôi. Get ID thì là cái sản phẩm này thuộc cái danh mục nào đấy, được chưa? Tiếp theo là đến product gallery. Cái product gallery này nó là cái album ảnh của một sản phẩm ấy, được chưa? Ví dụ như các bạn vào một cái trang bất kỳ, trang thương mại điện tử bất kỳ thì người ta hay có cái ảnh to này, nó khoảng 3-4 cái ảnh nhỏ ở dưới này, đúng không? Bấm vào cái ảnh nhỏ nào thì cái ảnh đấy sẽ được hiển thị lên trên này, đúng không? Thì làm sao để làm được việc này, chúng ta phải tách bảng. Thì ở trong mỗi product gallery thì nó sẽ có ID của ảnh này, ảnh này thuộc sản phẩm nào này, đúng chưa? Cái này chiếu với cái ID của sản phẩm, được chưa? Tiếp theo là image URL, là khi chúng ta upload ảnh lên, nhớ nhá, khi chúng ta upload ảnh lên thì sao? Thì chúng ta sẽ lưu cái đường dẫn ảnh vào trong cái cơ sở dữ liệu. Thì từ sau khi mà chúng ta vào chi tiết một sản phẩm, chúng ta lại chọc tiếp vào bảng product gallery, dựa vào product ID thì để lấy ra danh sách các cái ảnh thuộc về cái sản phẩm này thì xem được, được chưa? Đấy là về phần sản phẩm. Tiếp theo là về phần order, thì chúng ta sẽ gồm là customer name, customer address, phone, email, note, total price, order date, payment method, được chưa? Đây là các thông số, thông tin của một cái đơn hàng, được chưa? Nó là thông tin của một cái đơn hàng. Nhưng mà cái đơn hàng này gồm những sản phẩm gì, số lượng bao nhiêu mỗi sản phẩm thì chúng ta phải cộng thêm với cái order detail này nữa, được chưa? Cộng thêm với cái order detail thì order detail với nó sẽ có quan hệ là nhiều một đối với thằng order, một order sẽ có nhiều order detail, và một sản phẩm cũng có thể thuộc về nhiều order detail, được chưa? Thì cái bảng order detail này để giải quyết cái quan hệ nhiều giữa order và product, được chưa nhỉ? Thì dựa vào cái bảng này chúng ta sẽ biết là cái hóa đơn này tổng bao nhiêu tiền, bởi vì nó mua bao nhiêu sản phẩm, mỗi loại sản phẩm bao nhiêu, số lượng là bao nhiêu, và số tiền tại thời điểm bán là bao nhiêu. Đây nó chính là lưu vào cái price này. Cái price này sẽ tương ứng với cái sell price của sản phẩm ở đây, được chưa? Đó là về cái vấn đề đơn hàng. Được chưa? Các bạn ngó lại một lượt cái DB này xem còn phần nào thắc mắc không, thì chúng ta sẽ tôi sẽ giải thích, và chúng ta sẽ sử dụng cái này để làm cái cơ sở dữ liệu của mình. Không ai thắc mắc gì ạ? Gì sao? Được chưa nhỉ? Tiếp theo được chưa, xong chưa? Tí nữa tôi sẽ gửi cho chúng ta cái cơ sở. Cái gì? Tại sao lại có phải bảng danh mục cha? Đấy, danh mục cha con nó thể hiện ở cái này, cái parent ID này. Sao? Làm như thế này thì các bạn mới làm được kiểu quan hệ cha con là kiểu dạng là nhiều cấp ấy. Chứ còn nếu mà các bạn tách ra một bảng nữa thì các bạn không làm được đâu. Nó rất là tù tội. Cái gì? Foreign key à? Foreign key thì nếu mà các bạn làm dự án thật ấy thì các bạn nên nối vào. Nhưng mà nếu là tôi ấy, thì tôi kể cả làm dự án thật tôi ít khi nối foreign key ấy. Hiếm. Có dùng chứ? Cái đấy dùng để đảm bảo an toàn dữ liệu ấy, chứ không phải là không dùng đâu. Hả? Cái gì cũng dùng, bởi vì C# hay là PHP hay Java thì chẳng qua nó chỉ là cái ngôn ngữ để giúp, nó là công cụ để giúp chúng ta tương tác với cơ sở dữ liệu thôi và sinh HTML thôi. Còn thiết kế cơ sở dữ liệu nó là một cái phần riêng, chẳng liên quan gì cả. Hiểu chưa? Còn nếu các bạn muốn và nên, với cái trình độ của các bạn thì nên add thêm cái foreign key vào. Được chưa? Chứ còn ví dụ như tôi thì tôi thường xuyên là không nối foreign key. Đó. Bởi vì tôi làm tất cả mọi thứ sẽ làm bằng cách là kiểu dạng là tôi sẽ nhớ những cái foreign key này, làm đến đâu tôi xóa đến đấy, những cái gì tương tác với nhau tôi chủ động xóa bằng code HTML. Cho nên là tôi không động chạm gì đến foreign key cả. Được chưa? Rồi, tiếp theo là đến thằng user này.
thì các bạn sẽ nhìn thấy ở trong này tôi sẽ thêm vào đây hai thằng user có sẵn, được chưa? Thì cái đoạn email admin @gmail rồi thì name là admin, id thì không vấn đề gì đúng không? Chúng ta còn cái phần password này nữa, cái role này tôi để hai thằng đều là admin cả, được chưa? Thế vậy thì chúng ta sẽ làm cái phần password này như thế nào? Tại sao nó sinh ra được cái này? Thì cái hả gì MD5 á? Không phải, cái này không phải MD5 nhá. Đúng rồi, password hash. Thì đây này, chúng ta tôi sẽ test cho chúng ta. Đây, ví dụ vào trong này. Gì vậy? Ở trong này chúng ta PHP nó có hỗ trợ chúng ta cái hàm này. Password hash. Ví dụ password của tôi là 123456. Được chưa? Và tôi chuyển thêm xong tham số là password để dưới default. Được chưa? Đây mật khẩu của tôi là 123456 này. Đúng không? Tôi sẽ tiến hành mã hóa nó bằng cái hàm password hash. Các bạn coi này. Nhìn thấy bạn tích nhỉ? Được chưa? Đuôi nó là cái gì? 320 đúng không? À 320O và 2O á. Được chưa? Vẫn với cái chuỗi này tôi mã hóa lại một lần nữa. Đuôi nó là cái gì? SRK đúng không? Chung một chuỗi nhưng mà người ta sẽ sinh ra những cái tech khác nhau. Được chưa? Nó khác hoàn toàn so với MD5 hoặc SRA1 của các bạn. Ví dụ tôi sẽ sử dụng, tôi comment cái này vào. Tôi sẽ echo MD5 của cái chuỗi là 123456. Được chưa? Đây nó ra một cái chuỗi này. Đuôi của nó là 883E đúng không? Tôi chạy lại một lần nữa. Nó vẫn là 883E. Nếu mà chúng ta sử dụng MD5 á, hoặc là SRA1 ấy, thì nếu mà bị hack mất cơ sở dữ liệu thì chúng ta vẫn có khả năng bị lộ path gốc. Bởi vì nó người ta sẽ sẵn sàng xây dựng một cái thư viện của các cái mật khẩu đã được mã hóa mẫu. Ví dụ nó sẽ có cái danh sách là cái chuỗi là như này thì nó sẽ dịch ngược sang là cái mật khẩu của mình sẽ là 123456. Được chưa? Nó sẽ là chiếu ngược. Còn nếu mà chúng ta sử dụng password hash thì các bạn không dịch được, không dịch ngược được và cũng không xây dựng được cái chuỗi nào để so sánh ngược lại được, bởi vì mỗi lần generate ra nó lại vào một cái chuỗi khác nhau. Đúng không? Còn để đối chiếu lại được ấy thì trong PHP của chúng ta nó có cái hàm như sau. Ví dụ tôi tạm thời comment cái này vào. Tôi copy cái dòng này. Đúng rồi, password verify. Tôi có cái VADAM của cái hàm password gạch dưới verify đóng mở ngoặc của chuỗi là 123456 với cái chuỗi string như này. Được chưa? Chúng ta chạy. Ôi giời ơi, unexpected end of file. Cái này là thiếu dấu chấm phẩy. Đây, true đúng không? Nếu mà tôi chỉ sửa một cái đơn giản ở đây, tôi thử thêm số, xóa số 6 đi chẳng hạn. Compare, fail ngay. Được chưa? Đó, đấy là cái hàm để giúp chúng ta thực hiện cái việc đăng nhập. Được chưa nhỉ? Tôi sẽ xuất cái file SQL ra, tôi up lên lớp mình. Bam SQL file structure. K31B1 đúng không? Cái tên DB các bạn để là T3HShop nha. Dương tạo một cái group lớp mới nhá. Xong rồi add Vân Anh vào. Sau đó nhờ Vân Anh add thành viên của lớp B2 vào. Còn Dương add thành viên của lớp B1 vào. Nhá.
Được chưa? Lớp B2 có cần không? Lớp B2 chưa có rồi đúng không? Thế thôi. Các bạn tạo DB và vứt nó vào đi. Nhét cái cơ sở dữ liệu này vào. Hôm nay chúng ta sẽ làm xong đến phần đăng nhập và sử dụng session cookie. Session cookie thì không làm. Các bạn add vào đi. Add cái DB vào. DB tên là TBH Shop nha. Chúng ta dùng chung một cái tên DB thôi. Làm việc cho nó dễ.